Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ làm gỏi khô cá sặc ăn cả nhà ơi. Ở đây mình có cá sặc chiên nè, mình sẽ làm khoảng 2 con thôi, còn 3 con đó mình ăn chung với cơm nó ngon cả nhà. Cá sặc này thì mình rửa xong rồi mình chiên rồi, khô nè, mình chiên cho nó vàng rồi cả nhà. Ở đây thì mình trộn gỏi xoài khô cá sặc thì mình có xoài nè, với dưa chuột, rau húng nhũi, rau găm cả nhà, ớt với chanh. Mình có đường với muối bột canh này ha, mình không sử dụng bột ngọt tại vì muối bột canh này có bột ngọt sẵn rồi. Giờ bắt đầu mình sẽ gọt xài để mình bào sợi ha cả nhà. Xài thì mình lựa cái xài mà chua chua ngọt ngọt á, xài này có hậu chua nè, rồi nó giòn nữa thì mình làm nó mới ngon. Dù mình muốn ngon hơn nữa thì mình sẽ cho vào tủ lạnh trước khi mình trộn gỏi á, để cho cái miếng xài nó giòn mà nó lạnh lạnh thì ăn gỏi nó ngon lắm cả nhà. Đó, giờ bắt đầu mình bào sợi. Mình mua cái đồ bào sợi gì nè, mình bào cho nó dễ. Dưa chuột này thì mình sắc mỏng cả nha, càng mỏng càng tốt. Nãy mình tính bào sợi mà cái đồ bào sợi nó điểu quá cả nhà ơi, bào nó không có được vô sợi. Nếu mà để nguyên trái khó sắc quá, mình cắt xéo vậy nè, sắc dễ lắm cả nhà. Để xéo gì mình cắt cái miếng dưa nó dễ lắm, mà cũng vừa miếng ăn nè. Nè nha, mình sắc rau mùi cho vô luôn cả nhà. Trộn gỏi này có rau mùi rồi, mình không cần tỏi đâu, rau mùi với ớt là đã thơm rồi. Nếu bạn nào thích ăn tỏi thì cho vô, ớt sắc nhuyễn nhuyễn tí. Sắc nhuyễn nhuyễn thì người ăn lỡ có cắn chúng cũng không cảm giác cay mấy cả nhà. Đường cả nhà, mình trộn gỏi này là phải ngọt nha, chua chua ngọt ngọt, nên mình cho khoảng 4 muỗng đường cả nhà. Muối, muối mình cho 1 muỗng nha. Chanh nè. Xài nó có độ chua sẵn rồi, mình cho nửa quả trước đi. Mình trộn rồi mình nêm lại ha, chứ mình đừng có cho nhiều quá, cái nó chua quá nó không ngon. Mình dặn nhớ lượt cái hạt chanh lại. Rồi giờ mình có cái bao tay này ha, mình sẽ bóp cái gỏi cho mình trộn cho đều trước đi, rồi mình hãy xé cái khô bỏ vào, nó mới không có ướt cái khô. Nhớ mình bóp cái gỏi cho đều, mình sởi sởi lên vậy nè, mình đừng có bóp xuống nó không có giòn cái gỏi mà nó lại ra nước nhiều. Còn mình sởi lên vậy nè, là cái gỏi nó giòn, nó ít có ra cái nước ở dưới cái chân gỏi. Mình trộn gỏi mình sởi lên vậy nè, nhẹ tay. Trộn gỏi thì mình không có cho nước mắm vô hay cả nhà, cho nước mắm vô là gỏi nó bị xìu, nó mềm, cái gỏi nó không có được giòn. Mình sởi đều lên gì nè, cái mình để cho gỏi nó thấm. Bây giờ mình ăn thử coi nó có đủ độ chua chưa.
Chua dừa cả nhà. Nhà nửa quả chanh là vừa. Mình trộn mình sởi lên vậy là nước của cái gỏi nó ra rất là ít luôn nè hết cả nhà. Đó. Rồi giờ mình sẽ xé khô. Khô này mình chiên, khô cá sặc này mình chiên giòn lên á. Mà mình xé ra mình trộn gỏi này rất là ngon luôn á. Xé ra miếng vừa vừa ăn vậy nè. Mình bỏ xuống cái nước gỏi này nè. Mình cho nó thấm vô cái miếng khô. Khô này thì mình tách xương ra cũng dễ cả nha. Xương nó có dề hết trơn nè. Cái gỏi xoài này nè, có thể mình chọn với khô cá lóc nữa cả nha. Khô cá lóc, khô cá đuối đồ cũng ngon. Mình làm hai trái xoài, hai trái dưa và hai con khô cả nhà. Vì chắc hai người ăn, ba người ăn được cả nhà. Mình sẽ trộn nó qua cái nước này sơ thôi rồi mình bỏ lên trên nước mặt. Để mình ngâm lâu quá là nó sẽ bị mềm cái khô, ăn không ngon cả nhà. Cả nhà ăn với em nha. Đúng ra cái này á, thì mình ăn với mà nước tương cả nhà. Nhưng mà do mình làm mũi mình không có ăn được nước tương, sợ ra thâm cái vết thương nên mình ăn nước mắm cả nhà. Ăn nước mắm thì nó không ngon bằng nước tương không. Chờ mời cả nhà ăn cái nè. Mời cả nhà. Ngon. Ngon quá cả nhà ơi. Khô cá sặc này nó béo béo mặn mặn cả nhà. Khô cá sặc này mình ăn cơm không với nó thôi cũng ngon. Cũng ngon cho cả nhà ăn dân dã miền Tây nha. Món ăn này là nhậu cũng được nữa cả nhà. Ngon. Với em có cái vấn đề này em muốn chia sẻ với cả nhà. Cái vấn đề này hầu như là trước giờ rất là nhiều rồi, nhưng mà bây giờ đến khi lượt mình mới gặp phải cả nhà. Nhưng mà em gái của em á, nó bị hack nick Facebook. Nó vào tài khoản Messenger, nó sẽ đọc hết tin nhắn của mình nói chuyện. Nó biết cách xưng hô của mình với bạn bè trên Facebook đó cả nhà. Xong rồi nó nhắn tin, nó mượn chuyển khoản giùm. Cái vấn đề này hồi trước tới giờ mà vẫn bị mắc phải cả nhà. Tại vì tin tưởng á, cho nên là dễ bị mắc phải lắm. Có một số tài khoản nhắn tin làm kêu chuyển giùm 2 triệu thì nghĩ là số ít nên là chuyển mà không có kiểm tra cả nhà, thì sẽ bị nó lừa. Con nó cũng có gửi tin nhắn cho mình nữa, nhưng mà em mình điện cho mình thay rồi, cho nên là mình nhắn, mình giả vờ mình nhắn với nó là mình nói là cần cái số tiền đó để làm gì. Cái nó nói là mua đồ, nó chuyển khoản cho shop. Cái mình hỏi shop nào mà mua tới 2 triệu. Nó nhắn với mình và cái bắt đầu nó biết mình hỏi nạnh hoẹ là mình biết nó hack Facebook rồi, cho nên là nó chặn mình luôn cả nhà. Nó gửi số tài khoản là Vũ Hải Yến cả nhà. Số tài khoản này ở Cửa Lò cả nhà, Cửa Lò Nghệ An. Ai anh chị nào ở Cửa Lò Nghệ An mà biết cái số tài khoản hay cái tên của bạn này thì tránh xa nha cả nhà, tại vì lừa đảo rất là chuyên nghiệp luôn á cả nhà. Tài khoản Việt Tinh Banh cả nhà. Nha cả nhà. Cái số tài khoản là một, để mình đọc cho cả nhà nghe, 10887260697 cả nhà.
tài khoản là Vũ Hải Yến. À, anh chị nào có ở Cửa Lò Nghệ An, nếu mà biết cái số tài khoản hay cái người này á cả nhà, nhắn cho mình cái tin cả nhà. Thứ nhất là với lại mà Facebook mà có bị hack á, kêu chuyển tiền vào số tài khoản đó cả nhà cũng biết mà tránh xa. Nhắn tin là như là cái chủ tài khoản Facebook đó nhắn ra luôn á cả nhà. Rất là chuyên nghiệp luôn. Hack trong vòng mấy tiếng là trả lời cái nick Facebook á. Thử cái món khô cá sặc này đi cả nhà. Ngon lắm. Thấy gì chứ dĩa khô này to cả nhà. Xài nó chua vừa phải, chua chua ngọt ngọt ngon lắm. Ăn với dưa leo nó giòn giòn. Trộn này ha, mình có thể trộn với sầu đâu nè, có thêm giá nữa cũng ngon lắm cả nhà, nhưng mà sầu đâu hơi đắng. Ai mà ăn đắng được ha, ăn sầu đâu ghiền luôn á. Ở ngoài này mình không có thấy bán sầu đâu, nhưng trong mình có bán nhiều hơn. Nó giòn. Cái này đi nhà hàng cái dĩa này cũng nhiều tiền phết ra cả nhà. Cái khô cá sặc này nè, ăn nó ngon nhất là ở cái bụng mình đó nha. Nó có miếng mỡ, nó béo béo mặn mặn nè, cũng có miếng mỡ này nè cả nhà. Miếng mỡ này nè, ngon cực luôn đó. Thịt cái bóc chung miếng mỡ. Ngon. Ăn khô này phải vẽ bằng tay nha cả nhà. Ăn khô này ngon nhất là cái lượng bụng nữa. Thường mình lười đi chợ là mình chỉ chiên con khô này lên thôi, chiên hấp hoặc là mình nướng cả nhà. Ăn với cơm là được. Cả nhà mình ơi, có yêu mến kênh thì nhớ follow kênh để ủng hộ em nha cả nhà. Em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.